Mình là đàn bà con gái, cái quan trọng cái gương mặt của mình nó tươi. Người ta thường nói vợ của thằng Tèo, nhỏ nó tiền có đẹp nhưng mà nhỏ nó vui, gặp cái là chào hỏi liền, vui vẻ quan hệ, nhỏ nó được á, đó. Mình thấy gương mặt tươi vui là thấy có phước rồi. Mà người ta thường nói câu gì nghe, gương mặt nhỏ này buôn bán được nè. Hỏi sao vậy? Mặt vui, thấy không? Còn cái kiểu mà người phụ nữ mà mở tiệm buôn bán, nó thôi bà đừng có mở tiệm tôi, bà đi nhổ cỏ. Nói sao kỳ vậy? Gương mặt bà mà mở tiệm chắc ế quá. Thấy mặt là hết muốn mua đồ ăn, thấy mặt là no. Nói sao kỳ vậy? Mặt thì lầm lầm lì lì thế ghê. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình khi hiểu thì tức khắc mình biết sống vui vẻ. Mà sống vui vẻ nó chuyển hóa được nội tâm buồn khổ nghe. Sống vui vẻ nó chuyển hóa được nội tâm buồn khổ đó. Tại vì cái nội tâm buồn khổ nó hiện cái gương mặt, mà từ gương mặt vui vẻ nó chuyển hóa là nội tâm. Nên tại sao mà nhà Đức rất là chú trọng cái việc mà sống mà có nụ cười quý vị. Vì một nụ cười là 10 tháng thuốc bổ. Thấy không? Này chú Hạnh, nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nghe Phật pháp rồi lạc xuống. Nên nãy ta canh rồi. Tại vì những đức mà gió thổi vô cổ như đức nó bị ngứa cổ là sắp muốn ho, hiểu chưa? Tôi chấp nhận nực một chút, nhưng mà thà tôi giảm hoài. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là con người tu mình á, cái đặc biệt của mình là dù mình hiền nhưng mình lanh. Nhớ trong cái cuộc đời này nghe, hiền nhưng phải lanh. Là lanh gì phải không? Lanh trí. Con người trong cuộc đời này mà bị chỉ có hiền không thì cũng khổ. Thí dụ như giờ mình có vợ đi, vợ của mình nó hiền nhưng mà nó rất là nhạy bén, rất là lanh lẹ, thì phải là người chồng đỡ cực không? Chứ mình mà gặp vợ nó hiền mà nó không biết lo làm ăn gì, nó lù khù trở là trời, nói đường nó làm ngã, nó không hiểu ý chồng gì hết trơn, mình khổ không? Khổ thấy mù luôn chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Nó như cục đất với mình sai sao làm vậy, nó không biết phát minh, không biết phát minh được gì chứ. Đó gọi là hiền nhưng mà thiếu trí. Nên người tu hành của mình là nó phát cái trí tuệ nhạy bén. Mà người nó phát được cái trí tuệ là từ đâu? Là cái tâm nó an định. Cái tâm nó an định nó mới phát trí. Vì để ý cái lúc mà quý vị mà hối hả đi là quý vị sẽ bị mất trí tuệ liền. Cái lúc mà hối hả, ví dụ như mình nghe tin ai bệnh cái là mình lúp chụp, phải mất trí tuệ không? Mình nghe ai chết lúp chụp, phải mất trí tuệ không? Nên mình dù trời có sập xuống mình cũng phải đứng đó. Vì thì con người mình còn có cửa để tránh trời sập. Còn ngoài ra mà mình lụp chụp là chết. Con người thường lụp chụp là mất trí tuệ. Mà cái lụp chụp đó nó kéo dài cho quý vị đến khi cặn tử nghiệp. Cặn tử nghiệp. Khi cặn tử nghiệp quý vị hối hả là quý vị sẽ không bao giờ niệm Phật được. Quý vị thấy con bé 11 tuổi con bé liên tịnh không? Thấy không? Khi nó gần chết quý vị thấy nó làm sao biết không? Đưa tay và con bắt tay với thầy. Con hứa với thầy khi con giảng sanh con trở lại phụ thầy nuôi người già. Đúng không? Rồi lúc nó thở khó nó nói gì Đức một câu vậy nè. Dạ thưa thầy, giờ này con cảm thấy thở khó quá. Thì Đức nói con cứ niệm Phật.
thở khó thì nhép môi. Nó nói dạ thưa thầy, lúc nào trong tâm con cũng niệm Phật được hết. Đó, vậy thấy không? Nó rất là bình tĩnh. Mà nó bình tĩnh gì là từ đâu? Là từ ngay nó niệm Phật mà nó bình tĩnh. Tâm nó an định ngay có Phật hiệu nó bình tĩnh. Đó. Còn mình buồn là vì sao? Vì tâm mình an định ngay buồn. Thường mình buồn chồng là tâm mình an định ngay chồng. Phải không? Mình buồn chồng là mình an định ngay chồng. Mình buồn con là an định ngay con. Mình buồn vợ là an định ngay vợ. Mình bị khổ vì tiền là mình an định ngay tiền. Nghĩa là mình an định ngay chỗ nào nó sẽ dính ngay chỗ đấy. Nhưng mà chỉ có đúng an định ngay Phật, an định ngay câu Phật hiệu thì nó thành tất cả luôn, thành công tất cả luôn quý vị. Nó an định ngay câu Phật hiệu, nó sẽ thành công tất cả các việc trong cuộc đời này luôn. Khi nó an định ngay câu Phật hiệu là nó sanh phước báo, nó sanh nhân duyên, nó sanh công đức, nó sanh tất cả luôn. Vì Phật đạo là viên mãn, nên an định ngay câu Phật hiệu thì tất cả việc khác viên mãn hết trơn. Quý vị nhớ, trong cái cuộc đời này an định cái chỗ nào cũng sẽ khổ hết. Chỉ đúng an định ngay câu Phật hiệu sẽ làm được tất cả việc trong cuộc đời này mà không bị tác dụng phụ. Rất là hay. Rồi kinh nghiệm này, bao nhiêu người gặp những đức hỏi câu hỏi, thôi 1,000+ người mà thầy tại sao mỗi ngày còn sống được đặc biệt mà còn cười được hay. Nhưng đức nói tôi đâu có an định trong đó đâu, tôi an định trong câu Phật hiệu rồi tôi làm nó, tôi an định ngay Phật rồi tôi mới làm việc, chứ không phải là tôi làm, tôi an định ngay chỗ đó đi tôi làm việc đó. Nếu tôi an định ngay chỗ đó là tôi đặt vấn đề nó thành bại, nên tôi phiền não làm sao. Tôi an định ngay câu Phật hiệu và tương lai tôi muốn tôi về cực lạc, chứ tôi đâu phải nghĩ tôi ở đây đâu, nên tôi đâu có đặt vấn đề cái chỗ này, nên tôi cứ làm hết mình với cái việc mà tôi đang đến đây và tôi làm ở đây vậy thôi. Đó. Đó. Vậy thì trong tất cả quý vị đều là Bồ Tát hết trơn á. Bồ Tát vợ, Bồ Tát chồng. Mình lại đang làm Bồ Tát vợ, đã là làm Bồ Tát vợ rồi thì sao cũng chiều chuộng được cái chân á. Vì sao? Đâu phải ở đây đâu, đâu phải ở đây đâu, chứ ở đâu? Mình muốn về cực lạc mà. Sớm muộn gì ở đây nó cũng chết. Mình sớm muộn gì cũng chết, mình đâu có tồn tại ở đây hoài đâu. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói rằng các con chịu khổ một đời ngắn ngủi, thấy chưa? Chịu khổ một đời ngắn ngủi mà. Dù cho sự cố gì xảy ra với mình nói ồ tương lai về cực lạc mà, đâu phải ở đây hoài đâu. Nó, bây giờ vui vẻ trả nợ thành tâm niệm Phật. Nhớ câu rất hay, vui vẻ trả nợ thành tâm niệm Phật. Con bé kia nó muốn đi tu, nó gặp Như Đức nói dạ thưa thầy, con rất muốn đi tu mà cha mẹ con kêu con phải học hết đại học đi hả đi tu. Con quyết định con đi tu, con quyết tâm con đi tu. Xong Như Đức hỏi nó, con hỏi là cha mẹ con, chùa cần bằng cấp đại học hả? Xong nó về nó hỏi cha mẹ nó, nhà chùa không có cần bằng cấp đại học cha mẹ ơi. Nếu từ bây giờ đi tu cho đến khi 5 năm sau, có khi còn đạt hơn là lấy bằng cấp đại học. Tại vì mục tiêu con là muốn đi tu, mà bây giờ nó đang phát tâm, thì bây giờ nuôi cái tâm này từ đây tới 5 năm sau, nó chắc hơn là 5 năm sau mới đi tu. Đúng không? Vì chùa không cần bằng cấp đại học. Thấy chưa? Xong Nhưng Đức hỏi nó là, con hỏi cha mẹ con, lỡ nói Nhưng Đức nghe để Nhưng Đức học tập, là con hỏi cha mẹ con vì sao kêu con học có bằng cấp đại học đi rồi hả đi tu. Cha mẹ hãy trả lời thật lòng cho con nghe đi. Rồi cha mẹ nó nói rằng thật lòng là cha mẹ không muốn con đi tu, nên kéo dài thời gian cho con học tới bằng cấp đại học, lúc đó cho con lạc đi cái tâm đừng muốn đi tu nữa. À, nên kéo dài thời gian ra để cho quên đi, đừng có đi tu, vì cha mẹ không muốn con đi tu. Nên từ nơi đó mà cái góc độ nhận thức của mình nó phải sâu. Thí dụ như bây giờ một người đi bán hủ tiếu gõ thì chúng ta cần gì đi học tới lớp 12? Chỉ cần làm sao khéo léo bán hủ tiếu gõ. Luyện cái môn gì?
giao tiếp bán hủ tiếu là đủ rồi. Thì thành công được môn bán hủ tiếu. Đúng không? Còn từ khi mình muốn ngồi văn phòng được thì mình mới quyết tâm mình học để mình ngồi văn phòng. Nghĩa là mình muốn đạt chỗ nào thì mình luyện ngay chỗ đó. Còn thí dụ như tương lai mình cũng là buôn bán thôi, thì mình biết chữ nghĩa chút đỉnh, rồi biết cộng trừ nhân chia. Rồi cái quan trọng nhất của thành công về buôn bán đó là gì? Giao tiếp vui vẻ, quan hỷ, rồi niềm nở, rồi nói chuyện ngọt dịu. Vậy thôi là buôn bán đạt rồi. Nà, như vậy là nhắm được mục tiêu để thành công. Nhớ, thí dụ như mình đang làm khâu nào mình nhắm được mục tiêu khâu nấy, mình học cái môn nào mình nhắm mục tiêu học ngay môn nấy, thì nó thành công dữ lắm. Thí dụ như đúng ra trường học bây giờ, nếu như mà có một người mà mở ra cái trường học á, mà nhất định nó sẽ được thu hút mạnh dữ lắm, là mở ra trường học này nè, trường học dạy chiên. Khi ra nghề, không, khi ra trường là nó sẽ vào công ty đó làm luôn. Vậy thì trường học này đúng là trường học này đắt, mà trường học này nhất định sẽ là phí học tập cao, người ta giảng gỡ con luôn. Vì sao? Vô cái trường học đó dạy, dạy con người ta, nó rèn luyện văn thì nó sẽ là chuyên văn, nó rèn môn nào thì nó ra được môn đó luôn. Và khi nó ra trường là nó sẽ làm một chuyên môn về môn đó, nó chuyên môn về môn đó. Đúng không? Mà cái trường học đó mà đạt tới trình độ mà gọi là câu thông cùng với những cái việc làm của người học này ra trường luôn. Trời ơi, đúng cái trường học gì đó mà kinh. Chứ bây giờ nhiều đứa con nít mười mấy, 20 tuổi như Đức hỏi, con đang đi học, tương lai con làm cái gì? Nó không biết. Đa phần hỏi là nó không biết không à. Vậy thì nó học mà nó không biết làm cái gì, vậy cuối cùng là nó bỏ học. Tại vì con người, người ta làm cái gì là người ta phải đạt tới mục tiêu thì người ta mới quyết tâm người ta làm cho bằng được. Còn làm mà không có tới mục tiêu đó, vậy nó làm để tiêu khiển thời gian, để tiêu khiển thời gian chơi thôi à, chứ nó không có mục tiêu. Nó, quý vị biết ấy, vì sao mà con nít bây giờ nó mắc mục tiêu không quý vị? Nhồi nhét cho nhiều. Nó học kinh tế, hiểu cái học kinh tế không? Mắc phương hướng rồi. Quý vị coi bây giờ, những đức là chuyên môn nè, học chuyên môn nè, mà ai dạy những đức học môn chuyên môn này quý vị biết không? Ai không? Phật Thích Ca đó. Phật Thích Ca dạy chuyên môn. Ngài nói rằng ta đưa ra 84,000 pháp môn, nhưng nếu ai muốn thành công một môn nào đó thì trong 84,000 pháp môn nên học một môn, học chuyên môn. Nó, chuyên môn là sẽ có đắc dùng chắc chắn luôn. Nghe lời, mười mấy năm chuyên môn niệm Phật. Chuyên môn niệm Phật ghê chưa? Bây giờ tất cả các bé nhỏ, các con nhìn những đức này, chuyên môn niệm Phật này, các con thấy có bị thất nghiệp không? Ồ, các con biết cái xô những đức bây giờ đầy xô luôn. Ồ, quá trời xô luôn. Thì coi sáng thứ bảy cộng tu giảng, tối lớp đạo làm con giảng, trưa giảng, rồi trưa giảng rồi luôn rồi. Sáng làm 2 buổi luôn, hiểu không? Nó thấy ngày nay 4 buổi, ngày mai 2 buổi, ngày mai 3 buổi, rồi xong á chiều 3 chỗ nữa, 3 buổi nữa 6 buổi, gặp 3 nhóm nữa, nói chuyện nữa. Nó có mai một không? Thứ hai 2 buổi, tối học tập bên đây, buổi tối bây giờ quay phim, bây giờ là trực tiếp buổi tối học tập đây luôn rồi đó. Vì coi đi là thêm buổi nữa 3 buổi. Có mai một không? Đấy đó, ghê chưa con? Thứ ba đúng không? 2 buổi tối hộ pháp trực tiếp cho vị coi luôn, buổi 3 buổi. Thấy chưa? chưa tính phiên mãi là bất chợt có những câu hay bất chợt nghĩ đến lo giảng nữa. Đó là phiên mãi chưa tính nữa, nghe chưa? Nó đó là thứ tư 3 buổi. Vì sao? 2 buổi giảng trực tiếp,
một buổi họp ba buổi chứ không có bao giờ giống như mình thất nghiệp. Đó, chuyên môn của con thấy đặc biệt chưa, mà ngộ lắm, khi học chuyên môn đó là vào môn nào cũng được hết trơn á. À, vào môn nào cũng được chứ quý vị, coi cái lớp đạo làm con những đức hướng dẫn được mà bao nhiêu năm nay mà nó thịnh chứ nó có suy đâu là được rồi, rõ ràng không đó. Nên học chuyên môn đặc biệt chưa, người ta nói rằng học chuyên môn kinh tế không được nhiều bậy, quý vị học chuyên môn nó mới đạt. Quý vị mà dạy chuyên môn đi, cái học viên mà học quý vị nó phải nâng cấp lên. Nâng cấp sở học á. Thí dụ như một trường học đi mà người ta kỷ luật được cái việc gì, không cho xài điện thoại, nghiêm túc, là quý vị gỡ con vô cái học phí đóng nhiều lắm, công nhận không? Đó là cái sức mà để mà giáo hóa đó nó mạnh. Rồi cái sự mà bó buộc người ta phải bỏ công ra nhiều, nên từ nơi đó mà cái học viên á phải bỏ tiền ra nhiều để vô cái trường học đó. Mà người ta nói cái trường học đó là trường học cao cấp, thấy không? Cái trường học mà không xài điện thoại, không cho bấm điện tử, lo học không, rồi nam ra nam, nữ ra nữ là trường học cao cấp. Chùa mình là đại cao cấp. Những đức nói thiệt, cái chùa mình là quý vị biết con nít là không xài điện thoại thiệt. Còn dù cái trường nào đi chăng nữa vẫn xài, nó chỉ không xài trong lúc mà học, chứ bước ra nhất định phải cho nó xài, không có cấm nó được đâu, cho gì biết á. Mà cái quản lý nhân sự không phải là bó buộc, không phải. Mà cái quản lý nhân sự là gì? Là nạp năng lượng, nạp tư tưởng cho họ, cho họ thấy được năm nay con học, con phải là học làm sao, năm nay là một tháng là bao nhiêu tiền nè, một năm là bao nhiêu tiền nè, rồi tiền học phí nè, rồi tiền đồ đạc nè, tiền này tiền kia nè, đưa lên tư tưởng, nói cho con nghe. Bây giờ thầy nói cho con nghe, cô nói cho con nghe, cha mẹ con bỏ một số tiền rất lớn cho con học, năm nay con học không đạt, con sẽ có lỗi như thế nào, con là một con người gì, tại sao con không nghĩ điều này. Nạp tư tưởng nó vô cho nó, khi nạp vào rồi con người sẽ cố gắng bắt người lên, nỗ lực lên. Vì cái đồng tiền của cha mẹ cực khổ bỏ ra nhiều quá, mình phải học làm sao cuối cùng nó đạt. Đó là nạp tư tưởng, cho nó một tư tưởng, rồi cuối cùng sức quản lý nhẹ lại, không cần nhân sự đông, mà con người tự biết quản lý mình, đúng không? Trời, con người mà sao quản lý họ, nó mà không có tư tưởng rồi quý vị, canh nó tới 12 giờ khuya bị ngủ, 12 giờ khuya nó đi, nó còn ác đạn hơn, nó làm sao mà được. Con người là không có quản lý được đâu, con người mình chỉ có đưa họ tư tưởng thôi, nạp cho họ tư tưởng, cứ nạp cho tư tưởng cho họ. Nó nhân sự như đức quản lý như đức thấy rõ ràng mà, thương yêu cho họ tư tưởng sống ngon lành, nó thì tự nhiên con người người ta sẽ phát triển tốt, phát triển tốt liền. Nó nên quý vị biết rằng, nên từ nơi đó mà chuyên môn là số một. Nó, bây giờ thấy không, rõ ràng chưa quý vị biết, phải rõ ràng. Quý vị coi những đức có trải qua một cái trường nào mà gọi là dữ dằn không? Có trải qua trường nào đâu, không, cái ngành giảng sư là học dữ lắm đó nghe quý vị. Học dữ lắm. Tuy bây giờ mà nói ra thì người ta vẫn không chấp nhận những đức, vì ông có bằng cấp gì hết. Nhưng mà cái bằng cấp tôi là được cái bằng cấp nhân văn. Hiểu không quý vị? Bằng cấp quý vị là bằng cấp cá nhân, còn bằng cấp tôi là bằng cấp nhân văn. Đúng không? Tôi đưa bằng cấp ghê thiệt chứ. Cái bằng cấp nhân văn nó khó hơn bằng cấp cá nhân. Cái cá nhân là chỉ học cái môn đó để có bằng cấp đó, để lấy cái bằng cấp đó để giảng dạy. Còn cái bằng cấp nhân văn là phải đi từ cái bằng cấp cá nhân, rồi mới đi từ từ mới đi tới bằng cấp nhân văn. Còn tôi chơi luôn bằng cấp nhân văn, nên tôi đạt được bằng cấp cá nhân. Nhưng mà chỉ có cái là tôi chưa có bằng cấp. Chưa ai cấp. Vì sao? Vì không có ai có khả năng cấp được. Chỉ có Phật mới cấp được cho tôi cái bằng cấp đó thôi. Hiểu chưa? Nhưng mà nói ở thế gian mình nói vậy cũng không thông. Người ta không chấp nhận thì kệ người ta thôi. Nhưng mà thật sự là chỉ có Phật mới cấp được bằng cấp này thôi. Đúng không? Rõ ràng rồi. Nói có tình có lý nghe, chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Nói giống nói thí. Mày bị coi có thí không? Có nói thí không? Nói trời, nói trí tuệ lắm chuyện ta chơi đâu trời. Nó nên mấy vị biết rằng ngày xưa có những ông vua, ông dốt, mà tại sao ông nắm đất nước ghê gớm quý. Những vua đó có học nhiều đâu mà sao
nắm đất nước dữ dằn lắm, vì ổng có bằng cấp nhân dân. Nhân dân chấp nhận ổng, mọi người chấp nhận ổng. Cái việc làm ổng nó thuận tình, thuận ý, chờ đất đều chấp nhận. Điều đó nó mà quan trọng quý vị. Đó, nên cái này là cái quan trọng lắm. Nên con người sống trong cái cuộc đời này, trời ơi, cái tuyệt vời nhất của chúng ta là gì? Mỗi ngày quý vị có nụ cười là thấy hạnh phúc nhất rồi, còn gì nữa. Đúng không? Có chồng thì cười với chồng, mà không có chồng thì cười với thầy. Không, mình nói về cuộc đời miễn có cười thôi chứ. Em quý vị, giờ những đứa hỏi quý vị làm gì quý vị khổ không chị à? Bây giờ ông không cho tôi cười với ông, tôi cười với thầy. Ai muốn ông nặng nề làm chi? Nó không, trong cái cuộc đời tôi có khi tôi có chồng, có những người ta không có chồng, nên có những người nói con khổ quá thầy, con không có người yêu thương. Nói ta lo gì mệt quá, mình là người tu mà làm gì không có người yêu thương. Nói mà đi về chùa thôi một đống, bạn bè bao la, làm gì không cười, không có nụ cười, đúng không? Tại mình không chịu cười. Mình sống mà mình không chịu cười. Đó, quý vị thấy không? Vậy thì trong cuộc đời quý vị làm gì có chuyện cô đơn? Không có cô đơn. Nó không có cô đơn nghe quý vị. Nó nhớ đó, đừng có dùng hai chữ cô đơn để sống trong cuộc đời. Làm gì cô đơn? Đừng bao giờ dùng cái chữ thất tình để sống trong cuộc đời. Làm gì thất tình? Mình là người nghe đạo, đúng là nó đa tình. Nên nó đa tình quá trời, làm gì thất tình. Cái người thất tình là cái người này đúng là một con người sống thê thảm. Ai mà thất tình kỳ cục quý chén. Tôi là bao nhiêu người người ta cầu tình cảm, chứ làm gì thất tình, đúng không? Bao nhiêu người ta muốn gặp, người ta nói chuyện. Mà người này là gì? Ngày xưa chưa học Phật, ai mà cầu tình cảm với mình? Bây giờ mình học Phật rồi, bao nhiêu con người gỡ thơ để cầu tình cảm. Đó là gì? Đó là gì? Đa tình. Sống vui vẻ, thấy không? Nên tất cả quý vị nghe nghe đạo rồi, đừng bao giờ dùng cái chữ buồn, thất tình, cô đơn. Chứ từ từ này mà dùng chi không biết nữa. Nó có một cái trường học, người ta bây giờ người ta vừa mở ra gọi là trường học danh nhân. Trường học dạy những bậc danh nhân trí thức. Cái danh từ trong trường học đó, tất cả cắt gọt hết những danh từ tiêu cực. Tất cả danh từ tiêu cực phải cắt hết. Là những bậc giám đốc học nè, những người đại gia học nè, những người trí thức học nè, những người tầm bậc cao của xã hội học nè. Vô cái trường đó học rất là nhiều tiền của một tháng. Cái anh đánh vô anh học, nó thầy biết học một tháng nhiêu? 50 triệu. Cắt gọt sạch tất cả những văn tự tiêu cực luôn, dạy toàn tư tưởng tích cực không. Ghê không? Những đức nói cái trường học của Đức Thích Ca Mâu Ni không tốt một cách. Không tốt một cách luôn. Mà nó móc thẳng tâm can của mình luôn, chứ đừng có nói mình. Nó giải mã luôn. Nó đưa tư tưởng tiêu cực, nó chuyển nó thành tích cực. Nó đưa cái văn tự tiêu cực, nó chuyển thành văn tự tích cực. Nó chuyển xây văn tự. Còn bây giờ quý vị cắt có sạch văn tự của tiêu cực thì quý vị có dạy ra tích cực nó cũng không được. Tại vì sao? Vì trong cái cuộc đời này làm gì có hoàn toàn văn tự phải tích cực hết. Nó phải có nhìn cái tiêu cực, nhưng mà con người mình phải làm sao có khả năng tư duy để tiêu cực nó thành tích cực. Vậy thì mới là học tập đạt đến trình độ cao. Phải không? Đó. Mà người ta biết quý vị, người ta biết là văn tự tiêu cực không nên dùng. Không, người ta vẫn biết. Bây giờ quý vị khỏi cần sợ văn tự tiêu cực. Tại vì đến với quý vị văn tự nào cũng tích cực chứ, làm gì sợ. Đó mới đạt. Quý vị học Phật làm sao mà tất cả hình ảnh tiêu cực để thành đối với mình là tích cực. Điều là góc độ để cho mình nhìn để tăng tiến. Vậy thì quá đạt rồi. Nó quý vị coi bao nhiêu con người, bao nhiêu công việc những đức phải lo. Một ngày trời ơi gì đâu mà hôm qua buổi chiều mà không tắm được luôn. Tại vì sao? Ăn cơm xong tiếp Phật tử, ngồi ngay nhà ăn rồi chạy đâu thoát. Rồi xong rồi bắt đầu là tới giờ 5 giờ hẹn mấy anh em bên đây. Rồi xong lên xe giọt luôn. Lên xe nhắm mắt lại 5 phút để trở lại trạng thái bình thường, lại qua đây có một buổi giảng với mấy anh em nam đó. Xong rồi trở về bên kia là lúc đó 15 phút nữa tắm giờ.
chạy gì qua gặp khu mấy cô, tại mấy cô này nó làm việc quá trời, mấy cô thấy không? Lúc này quá trời tăng tiến công việc rồi. Liên luôn mà cái hộ pháp mình là nó trao đảo. Người số lượng người nó trao đảo liên. Gặp các cô động viên các cô này kia, quý vị thấy không? Cái nhân sự làm việc có thấy đặc biệt không? Ai cũng cười, ai cũng vui, ai cũng thấy tích cực không, quý vị thấy công nhận không? Nó rõ ràng luôn. Nó thấy không? Ngồi nói chuyện này chuyện kia đâu khoảng 8 giờ mấy nhưng mới về tắt. Nói thấy không, mà sáng xong 3 giờ lễ Phật nửa tiếng trên phòng, xong giảng 2 buổi giảng. Xong rồi xuống ăn cơm, nói chuyện vớt thêm nửa tiếng dưới, chọc cho chúng cừ nửa tiếng. Nó xong hết rồi. Mà sáng đó là xong là cạo đầu 7 phút. Cạo đầu với tắm 7 phút. Cuối cùng đứt ở phía sau một lỗ. Chơi nhanh quá phải không? Tại thấy thời gian còn 10 phút nữa là qua ăn cơm. Lúc đó là còn 30 phút nhưng mà thời gian mà có 15 phút là phải có mặt ngay nhà ăn. Nên còn có thời gian ít quá, vớt cái đầu luôn. Cuối cùng tắm một cái, đặng tranh thủ thời gian một chút. Xuống đó ăn cơm xong bắt đầu nói chuyện với chúng một chút là mình về. Mình không mất thời gian tắm và cạo đầu. Đúng thôi, thời gian đó là nó kéo mình cái 7 giờ rưỡi, gần 8 giờ mới qua tới đây. Nên cuối cùng tranh thủ thời gian cạo sẹt, vớt cái đầu lủng lỗ chảy máu. Hiểu chưa? Nó xong bắt đầu qua ăn cơm. Hồi sáng làm một tăng ở bên chùa hộ pháp cười quá trời, đúng không? Ai cũng buổi sáng ai cũng rực rỡ nụ cười, đúng không? Cười xong rồi xét về khu tăng một cái là bước xuống 7:15, 7:18 phút, rồi bắt đầu là lên xe dọt qua đây. Qua đây tưởng nó nằm nghỉ đường chút, thấy những đại ông lên phòng vớt tăng với ông nửa tiếng, rồi xong đắp y qua đây luôn. Thì thấy không, không có một chút xíu gì nghỉ ngơi luôn, thấy chưa? Vậy mà tại sao tâm trạng người đặc biệt cái gì? Tích cực, lúc nào cũng cảm thấy rằng là vui khi cuộc đời của người mình đang còn làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Con người mừng nhất là mình đang làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nó mỗi ngày mình được niệm Phật nè, mỗi ngày mình nhớ Tây Phương Cực Lạc nè, mỗi ngày mình làm việc ý nghĩa cho chúng sinh, rồi mình nấu ăn đồ cho người ta, mình cho người ta ăn ngon, mình mừng. Ví dụ như bây giờ các cô mà ban phục vụ đi, trong đây có nhóm cô Thanh rồi bên đại ông Lâm ngồi nè, giờ mấy cô nghĩ đi. Nếu như bản thân mình mà không nhận thức được thì mình thấy mình cực không, mà mình thành tiêu cực. Bây giờ mình nghĩ ra, nếu như mình ngoài đời mà mình đi có chồng, mình đi có chồng mình nấu cho ai ăn? Mình nấu cho ai được? Mình nấu cho chồng cho con mình ăn không, mà mình còn không có tiền nấu. Còn mình nhìn này, bây giờ mỗi ngày mình nấu cả ngàn người ăn, mà mình có tiền mình nấu. Mà hồi đó mới vô chùa có biết nấu ăn đâu cô Thanh nè, mà hôm nay nấu phà luôn. Thấy chưa, nghề dạy nghề. Bữa nay coi chúng nữ bên đó, thấy chưa, làm được chuyện, thấy chưa. Mà bà này bà dở, mà bây giờ bà còn giỏi. Không lẽ gần gũi không biết sao? Dụng về tay chân không có lanh lẹ, không có được khéo léo, vậy mà vô tay như đứt rè. Bữa nay giỏi, nay giỏi à. Nay nấu ăn, nấu lẩu, nấu này nấu kia đều ngon, làm nước mắm cũng ngon, thấy chưa. Con người dở nhưng mà chỉ cần kiên nhẫn thì giỏi. Thành công của con người nó không phải là một sớm một chiều. Giáo dục con người nó cũng không phải là gấp gáp, hiểu chưa? Nên có nhiều người dẫn con đến chùa, có ngày một nói dạ thưa thầy, con dẫn nó về. Hỏi sao vậy? Con thấy nó vô đây nó cũng không có học được cái gì. Nó về đi. Nói một câu thấy nó lạc nhách. Lạc nhách đó, phải không? Trời ơi, mới có một buổi một ngày mà sao biết nó không học được cái gì. Nó... có nhiều người nói con thấy nó ngồi nó nghe thầy giảng, nó quay tới quay lui không chứ nó có biết cái gì đâu. Nó không biết cái gì, con nít nó ghê lắm chứ không biết. Nó quay tới quay lui mà chút hỏi nó nhớ hết trơn. Con nít nó thông minh dữ lắm chứ không phải như mình đâu. Mình ngồi im gu vậy đó, nhưng mà xong rồi ra hỏi quên mất tiêu. Mình ngồi tưởng đâu mình nghe pháp ngon lành, có khi mình đang ngồi đó chứ mình suy nghĩ ở nhà biết giờ sao, con cái chuyện này chuyện kia sao sao tùm lum ở trong tâm mình á. Tuy ngồi thì thấy im gu tưởng đâu ngon, nhưng mà ngồi đang tính toán
Còn nó nó quay tới quay lui bên ngoài là cái tướng nó quay thôi. Còn cái tâm nó, lỗ tai nó đang nghe, nó nghe nhiều tiếp thu hết trơn. Nít nó thông minh, nít nó thông minh dữ lắm. Trời, tôi gặn gũi nít biết quá trời không mà. Giảng đoạn nào bữa nay sao sao hỏi nó nhớ hết trơn. Nít nó ghê lắm chứ không phải chịu nhận được, nó không biết. Thông minh dữ lắm. Nguyên một cái lớp dưới kia hơn 200 đứa gái. Nó bữa nay mấy đứa nhỏ nhỏ con vậy mai rồi bữa nay ta đầm thắm lớn rồi. Cái lớp, từ cái lớp Đệ Tử Quy mà ra. Rồi con dì Thư đủ lớn lớn làm được chuyện hết trơn. Từ đến chùa lúc nhỏ xíu mà hôm nay bự lên. Bữa nay biết rửa chén rồi biết làm việc này việc kia thấy chưa. Mai mốt rồi biết dẫn đoàn đi tu nữa nè. Đừng nói chuyện dẫn chơi hả? Cái dẫn người ta đi tu nữa đó. Thí dụ như chị Mai sanh sản ra nhỏ này sau này dẫn kế thừa. Chị Thư thì nhỏ này kế thừa. Còn nhỏ xíu kia, nhỏ cũng lanh lắm chứ không có giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó mình thấy chưa? Đó là cái mà mình gài dựng cho con mình từ từ. Nên giáo dục không có gấp được. Chứ không phải mì ăn liền đâu. Trời ơi, mì ăn liền cũng có tác dụng phụ. Nó ăn mì hoài nói mụn thấy mù. Đừng nói chuyện dựng chơi nghe không? Nên mỗi một con người mình khi học tập phải kiên nhẫn. Nó phải rèn từ từ. Nó thấm, mưa lâu thấm đất. Như những đức niệm Phật của mười mấy năm nó vẫn đâu. Nó niệm hoài từ từ nó mới thấy cái kết quả. Chứ đừng có mà nghe nói thù thắng về niệm có 2-3 ngày. Chạy vô hỏi, thầy ơi, 2-3 ngày nay niệm mà sao chưa thấy cái gì? Như đức hỏi bà muốn thấy cái gì? Bà nhìn đi, mỗi ngày bà thấy 3 chén cơm. Bà niệm Phật bà ăn được 3 chén cơm, nó ồ ăn cơm ngon thiệt, à, thấy rồi đó. Xong rồi bà thấy không, bà niệm Phật bà tiêu hóa nhanh mà phải không? À đúng. Đi cầu dễ không bị bón đâu mà, à, đúng. Ngộ ghê, tại vì sao mình niệm Phật mình biết, cái niệm Phật cái đường tiêu hóa mình nó tốt, nó thông á, giống như thông cống vậy. Nó thì bị biết rằng á, cái người niệm Phật ăn chay nên á, cái hệ tiêu hóa nó tốt. Rồi lúc trước mình ngồi mình đi cầu, khi mình đi có 5 phút, giờ đi có 1 phút. Biết nó nhanh cỡ nào chưa, mà nó sảng khoái gì đâu. Hồi xưa mà ngồi đi cầu cũng nặng nề, gặn cũng chết. Còn bây giờ khỏi cần gặn, nó cũng đọt đọt ra. Vậy là bà thấy là còn cái gì? À, vậy hả? Nghe thầy nói mới biết hả? Thấy chưa? Cái xác thực vậy mà bà không thấy. Giờ tôi hỏi bà là bà muốn thấy cái gì? Bà nói con tưởng đâu niệm Phật là thằng thông hay là Phật gì bay chéo chéo trên trời. Cái chuyện này thì cái chuyện đó không phải cảnh giới của tôi. Hiểu không? Nên xác thực nhất đi. Nên đem Phật pháp áp dụng vào cuộc đời gần nhất đi. Hiểu không? Mỗi ngày ăn ngon, ngủ yên, vui vẻ. Bà coi có nhiều người, người ta mua bao nhiêu loại thuốc người ta uống để mà ăn ngon, ngủ yên kìa. Bà không cần uống thuốc mà ăn ngon, ngủ yên. Cái kiểu này bà đã thấy rồi, cứ chưa biết nữa. Nghe thầy nói mới biết nghe. Thấy rõ ràng chưa? Trong chùa mình quý vị coi á, đồ ăn mà cho họ ăn, họ ăn ngon, ngủ buông ra ngủ khò khò. Vì coi người ta mà cứ khi mà nằm mà cứ chằn chọc, cứ lăn tới lộn lui, rồi gác tay lên chén mà ngủ không được. Chùa mình mà vừa nằm xuống cái thôi, đừng có nói mà nằm, nó đứng mà nó còn ngủ nữa kìa, chứ đừng có nằm. Thấy nó bình an đến mức nào chưa? Có nhiều cô mình như con Liên Đình ở bên Hộ Pháp, nó lại Phật mà nó ngủ 3-4 lại. Nó đứng nó ngủ 3-4 lại nó mới giật mình. Vì thấy nó tự tại đến mức nào chưa? Quá tự tại luôn còn gì. Tu vậy là quá đỉnh. Ngày xưa giờ người ta định là người ta ngồi không. Ít ai mà đứng mà đi vô định. Thấy chưa? Nó rất là tự tại, mỗi ngày không biết buồn giận hay chứ á.
sống vui vẻ, sống tự tại, cười nhiều, phải không? Mấy vị thấy hay còn gì đó. Nên nhiều cái người tu mình không chịu thấy đâu, mà mình đi muốn thấy cái mà không thấy, không nó kỳ cục vậy nghe quý vị. Cái mà thấy rõ ràng thì không chịu đi nhìn thấy, mà cái mà không thấy được thì đi tìm, khổ ghê. Bởi vì phiền não là phải nó, nên xác thực thấy cái mình thấy đi. Nên là mình tu mình gặp nhau nè, mặt tươi vui, gặp nhau cười A Di Đà Phật gì cũng là được lắm rồi, đúng không? Quý vị thấy ngoài đời không, gặp nhau kinh kinh thấy không? Có khi gặp nhau xã giao, chào chị, vừa qua một cái là ghét, đúng không? Mình gì mình sống cuộc đời này gì là quá đặc biệt rồi. Thôi đừng có tâm chăm biếm chăm chích ai cho nó mệt, bỏ cái tâm đi. Cái tâm đó là phiền não á, tâm đó là khổ khổ quá nghe, khổ tâm á, biết chưa? Nó bây giờ mình lấy nhầm người chồng không lo làm ăn gì, mình khổ nó thì sao? Phải chứ, mà mình khổ mà nó đi làm ăn á thì mình nên khổ. Còn bây giờ mình than thở mình khổ, nó cũng đâu có làm ăn đâu. Mình lấy nghe thằng chồng nó làm biếng, nó đâu có lo làm ăn đâu. Thì nó không lo làm ăn thì mình làm ăn. Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, quý vị lấy nhầm cái thằng chồng quá giỏi, có khi thằng chồng này nó lại nó giống gia trưởng trong nhà, có khi nó khó khăn với quý vị chứ không giỡn đâu. Nhưng mà quý vị thử, chồng quý vị nó dở quá mà quý vị mà giỏi quá thì có khi quý vị đổi đời. Đổi đời là sao? Là quý vị lên trên lại. Ồ, phải không? Có khi nhiều người phụ nữ mà giỏi quá mà chồng dở là mình chỉ đạo chồng luôn á, chỉ chồng luôn á, đúng không? Có mà. Nhưng mà có khi gặp chồng quá giỏi cũng khổ nữa, vì nó quá giỏi, nó quá thành đạt, cũng sợ nữa. Sợ cái thứ thành đạt thì đi đâu cũng được, tại giờ ngó, thấy chưa? Nên thấy trong cái cuộc đời này sao cái thứ gì nó cũng khổ, nó ngộ quá. Còn chồng xấu quá xấu thì lại mắc cỡ, đi ra ngoài thì mắc cỡ, không muốn dẫn đi. Cù lằn mình cười chê người ta quê, nhưng mà cái thứ cù lằn mà nó lại bền, nó không biết tìm kiếm cái thứ này thứ nọ. Còn gặp cái thứ nó quá lanh, nó quá thành đạt thì nó đi tìm, thì mình lo, hay không? Bởi vì thấy cái cuộc đời này chưa, đầu nào cũng khổ chứ á. Chỉ có cái là chấp nhận đầu, đầu nào có được thì lụm đầu đó. Được rồi, ý nó chấp nhận quý vị, cái tâm chấp nhận á, biết chưa? Ví dụ như bây giờ mình là đứa con gái lùn cỡ gì thôi, nhiêu thôi, mình ai mượn mình đi nhìn con nhỏ cao hơn mình chi à? Mình ngưỡng mộ con nhỏ cao thôi, chứ mình đừng có cầu mong mình cao giống nó. Mình nên chấp nhận mình lùn đi, mình nói lùn đỡ tốn giải, hiểu không? Nhưng Đức nói vị nghe, trong cái cuộc đời này nó cao nó có lợi ích của cao, mà lùn nó có lợi ích của lùn. Cái vàng nào nó cũng có cái lợi ích, nhưng chỉ cần quý vị khám phá được, khám phá được cái kết quả của nó thì nó sẽ thấy ra lùn có lợi ích của lùn mà cao có lợi ích của cao. Quý vị đừng bao giờ ngưỡng mộ cái người cao mà quên mình, quên ngưỡng mộ mình lùn. Vậy là mình thua rồi. Mình được thân người mình lùn chút mà mình đã cảm thấy chê chán mình, vậy thì sao mình có niềm vui? Lùn cũng chưa chắc xấu đâu. Mình nghèo, nghèo có niềm vui của nghèo, giàu có cái khổ của giàu. Nhớ nghe, đừng bao giờ nghèo mà cứ nghĩ trời ơi, thấy người ta giàu thấy ham, đi xe đời mới, tiền bạc xài thoải mái. Họ có cái khổ ở trong của họ. Bây giờ nếu ai đã từng nghèo và sau này giàu thì quý vị sẽ biết được hai giai đoạn, nghèo và giàu đều có cái khổ 100%, đúng không? Quý vị nhìn một người phụ nữ này đi với chồng hạnh phúc quá trời luôn, chồng đẹp trai rồi nhìn quá hạnh phúc, chưa chắc. Có khi nó đi ra ngoài nắm tay đi ổng a ổng ẹo gì chưa chắc đâu.
Về tới nhà chưa bước vô tới cửa là nó vũ tay ra rồi. Nó, quý vị biết cái màn kịch trong gia đình nó xuất hiện liền. Có không? Có đó, cho quý vị nói chuyện giỡn chơi. Nên từ nơi đó cái cuộc đời của người ta khổ là do gì? Người ta không biết chấp nhận cái mà người ta có, mà người ta đi chi cầu cái mà người ta không có không à. Mình nói thí dụ có những người, người ta què đi, người ta mong muốn được như mình lùn thôi, cũng đã không được rồi. Mình hơi lùn chút mà mình đã mặc cảm rồi. Mình tuy nghèo nhưng mà có những người, người ta không nghèo hơn mình nữa kìa. Còn những quốc gia trên thế giới bây giờ nó nghèo đến nỗi nước không có mà uống kìa. Người ta mong muốn được như mình, nghèo gì thôi là cũng được lắm rồi. Nhưng mà mình lại không chấp nhận cái mà mình đang có. Cái khổ của chúng ta là do không chấp nhận cái mà mình đã được. Đó. Khổ là chỉ có vậy thôi. Nên bây giờ mình là người tu nghe đạo hiểu rồi, hãy chấp nhận cái mà mình đang được đi. Mình đang được đi, mình đều chấp nhận hết đi. Rồi mình tính nguyện niệm Phật đi. Muốn ngon lành thì về cực lạc đi, đúng không? Còn ở cái cuộc đời này xin thưa quý vị, không có một cái gì mà không bị người ta nói chứ. Không có ai ở cái cuộc đời này mà không bị nói chứ. Quý vị có khéo cỡ nào cũng có người nói chứ. Hiểu chưa? Vậy thì quý vị phải làm sao? Vui, vui là tốt nhất. Hiểu không? Vui là tốt nhất, vui là đặc biệt nhất. Đó. Vui là tốt nhất, vui là đặc biệt nhất. Quý vị biết rằng những cái điều những đức chia sẻ đây á nghe quý vị, không có hạng người nào mà không dính hết trơn. Không có một hạng người nào mà không nằm vô cái vai trò giảng này hết trơn. Nhưng chỉ ngay cái bệnh này mà không được lợi ích nè. Vì sao biết không? Ô, dễ hiểu quá. Dễ hiểu quá. Có làm không? Đó. Dễ hiểu quá mà không làm. Đó. Thì chịu thua. Đó, quý vị thấy không? Đây là người ta đưa ra cho quý vị làm được đó, mà không chịu làm. Không chịu làm viết thì cái văn tự này nghe viết thì sao? Ôi chán quá, cứ gì hoài. Quý vị không hành trì nên quý vị không thấy cái cảm giác được. Nó thù thắng. Tại sao những đức tán thắng câu Phật hiểu hoài? Vì tôi hành trì, tôi niệm Phật lợi ích rõ ràng luôn. Trời ơi, một con người một mình lo không xong. Ai mà ngờ tôi nằm mơ cũng không dám. Ai mà nghĩ ngợ, ai mà ngờ được con người này bây giờ lo nuôi con người đông gì. Tôi nói hoài chỗ này là vì tôi muốn tán thắng câu Phật hiệu đó. Vì quá thù thắng. Tôi nói thật sự với quý vị nghe, những đức mà không gặp Pháp Môn Tịnh Độ chắc những đức nghỉ tu. Nghỉ tu lâu rồi. Ôi đúng là phước duyên mình gặp ngay Pháp Môn Niệm Phật. Mà chăng thật làm, chăng thật hành trì. Cái lợi ích của niệm Phật nghe quý vị là ngay chỗ này nè. Gặp sự cố gì cứ đem câu Phật hiệu ra làm tới đi. Chưa gặp sự cố cũng làm tới đi. Rồi gặp sự cố cũng làm tới đi. Rồi quý vị sẽ thấy à. 100% luôn á. À, cứ làm tới đi rồi sẽ biết. Bất cứ gặp sự cố gì, phiền não gì, chán nản gì, cứ niệm Phật đi. Niệm rồi là tự nhiên nó phát lên liền. Lạ lắm. Quý vị nói ngộ niệm Phật mà làm gì ghê vậy? Làm gì ghê gì? Bây giờ bao nhiêu con người về đây nhìn rõ ràng là còn gì? Quý vị coi những đức kinh doanh cái gì? Kinh doanh cái gì? Nói cái câu mà cho quý vị nghe để mà quý vị dễ hiểu. Tôi canh kinh doanh câu A Di Đà Phật á. Phải không? Tôi tán thán A Di Đà Phật không mà tôi nói tất cả dòng do tam quốc tôi đều quy về tán thán câu A Di Đà Phật không mà. Là kinh doanh câu A Di Đà Phật đó. Mà vậy đó mà lo cho bao nhiêu con người mà phát tâm nữa chứ. Mà vui nữa, ít buồn, mở tâm lượng ra luôn, thay đổi cuộc đời luôn. Từ một con người mà ai cũng xem thường, con chó còn chạy. Cỡ nào quý vị biết chưa? Đến cái mức nào chưa? Như vậy mà bây giờ bao nhiêu con người thích. Trời, có những người mà người ta gặp mình mà người ta nói dạ thưa thầy cho con xin nắm tay thầy một chút. Trong bụng mình nói mình mắc cỡ quá thằng chết luôn. Mắc cỡ cái gì biết không? Mắc cỡ là mình ngày xưa là cái gì đâu. Mình cũng như là một hạt cát nằm trong sa mạc mênh mông, không có là một cái gì cả. Như vậy mà bây giờ nương vào Phật thôi mà vậy đó.
Mà niệm Phật không mà như vậy đó. Ôi tịnh độ này thù thắng lắm quý vị ô. Những đức nói đó. Nếu như quý vị mà gặp được pháp môn niệm Phật mà bị nắm cho chắc đó nghe quý vị, cuộc đời quý vị không có còn khổ nữa đâu. Cái trong cái câu Phật hiệu này không thể nào giải thích được. Tổ sư đã nói mà, không có giải thích được, không thể nghĩ bàn. Vì khi mà phiền não bực bội gì mà niệm Phật không biết làm sao á, ở trong câu Phật hiệu không biết làm sao á, tự nhiên cái trí mà nó sanh ra, tự nhiên nó giải mã liền à. Nó giải mã cái lúc bực bội, giải mã lúc phiền não, rồi nó giải mã cái lúc giải đãi luôn. Trong câu Phật hiệu nó giúp mọi mặt phát triển hết trơn, rồi tự nhiên mình nhìn ra rõ ràng hết luôn. Mà không niệm Phật là hoàn toàn bế tắc. Không niệm Phật là bế tắc nghe. Không niệm Phật là bế tắc nghe. Vì hỏi Như Đức đi tu mười mấy năm nay thầy có gặp nhiều nạn không? Nhiều chứ. Trời ơi gặp quá trời chứ. Quá trời nhiều việc sự cố gặp phải luôn. Nhưng mà Như Đức đậu được ngày hôm nay là vì niệm Phật á. Nắm câu Phật hiểu đi. Thí dụ như mình là người yếu lắm, đi không vững, lội không được, lúm chụm đi té lên té xuống. Nhưng mà Phật A Di Đà mạnh lắm. Phật A Di Đà này rất là mạnh, mình chỉ cần đi theo Ngài thôi. Ngài vừa mạnh mà Ngài vừa có một cái số tùy tùng đi theo Ngài dữ lắm, hơn mình gấp ngàn vạn lần. Mình đi theo cái đoàn người Phật A Di Đà là không có sao đâu, yên tâm đi. Ừ, mình mà buông Phật A Di Đà ra là cọp sói nó giặt mình liền á, chết không có sống nổi đâu trong cuộc đời này đâu. Chứ đừng nói chỉ làm được nhiều việc gì. Nói vị coi á, vị nghe Như Đức nói chuyện vị thấy rõ ràng có gì đâu, đơn giản như đang giỡn vậy mà từng nào cũng lỡ nghe. Những Đức nói vị nếu mà không lợi ích ai ngồi chi, ai vợ gì ngồi tiếng mấy đồng hồ cho đau chân, đúng câu chuyện. Bà cũng cô giáo mà, kiến thức bà nắm được nhiều chứ. Mà dạy học nhiều năm mà đâu phải đơn giản. Ngồi trong đây đâu phải là người ta dốt nát không đâu. Đa phần người ta đều có trình độ mà. Mà cái trình độ quý vị để là có vật chất để sống trong cuộc đời. Còn cái trình độ của những đức là cái trình độ giúp cho quý vị khai thác khổ đau trở thành an vui. Nào. Nên từ đó nếu như có được một cái trình độ mà khai thác khổ đau trở thành an vui thì đây mới là cái bằng cấp số 1. Cái bằng cấp này nhiều người cần lắm á. Mà muốn học ra cái bằng cấp này là phải niệm Phật, phải chân thật niệm Phật và nhiệt tình gì chúng sanh thấy ra hết trơn. Nó trời ơi quý vị biết rằng hao hơi cạn tiếng, khang tiếng, có khi khạc ra máu, dơ luôn. Thử coi nó ra được cái gì, thử có được không? Từng trước nguyên từng đó nhá. Ôi đau cổn chết luôn. Có nghỉ giảng không? Còn tăng ca giảng nó nghỉ đâu, phải không? Bữa nay ổn rồi nè. Nay cổ tương đối 90% mà khỏe rồi. Cái gì đâu. Nói, bạn ơi bạn. Ví dụ như bây giờ đi, cần cổ ai cũng là cần cổ. Bây giờ bạn lỡ ngay chỗ tôi làm cần cổ của tôi, bạn cảm thấy mừng vì bạn được làm việc tốt, nói được lời tốt, giúp nhiều người vui. Mà vậy thì bạn nên hỗ trợ tôi một tay để mà giảng thuyết cho người ta nghe chứ, đúng không? Đó, nên mỗi một con người mình nhớ, nghe đạo rồi, biết tu rồi, không có nói cái chữ buồn về nội tâm nữa. Buồn chi à? Có cái bà kia bà gặp chứ, bà nói dạ thưa thầy, cuộc đời cũng khổ lắm thầy ơi, chồng bỏ rồi. Mà làm gì đó khóc hu. Những đứa kêu liên hệ lấy cho những đứa ly nước uống chứ, cho bà này bà ngồi bà khóc một chút đi. Bà khóc một chút quá trời, từ bà ghen bà khóc, bà làm gì bà đau lòng kinh khủng, bà khóc nghe. Rồi chút mình để cho bà khóc hoài, mình uống nước từ từ, mình thấm giọng để mình tích tụ năng lượng để mình đột phá bà này. Cái lúc bà này bà đang khóc mình không có cần nói dòng do, nói chi nó hao năng lượng, để cho bà khóc thả ra
Bà khóc từ bà ghen, bà ghen chút cái còn cái công đoạn gần cuối cùng mà làm chơi vậy nè. Như Đức nói bà có vụ này nữa hả? Có cái bệnh này nữa hả? Tưởng đó bà ghen xong là nghỉ chứ. Bà nói con cái bệnh kỳ không xong là phải hước vài cái. Nói ừ thì bà hước đi. Hước xong chút cái bà ngừng, bà ngừng lâu lâu một cái bà. Nói ừ bà còn cái vụ này nữa hả? Thế nào cho nó dứt đoạn luôn đi rồi nói. Rồi xong những Đức hỏi bà, vợ chồng cô bỏ cô lâu chưa? Dạ 2 tháng rồi thầy. Vì 2 tháng này đêm nào bà cũng khóc đúng không? Sao thầy biết? Tôi biết mà. Phải không? Vì cái cảm giác khi mà vợ chồng sống cùng một cái giường, mà bây giờ chồng mà bỏ bà, mỗi đêm bà ngủ một mình cô đơn, bà sẽ nhìn cái giường đơn lẻ mà bà khóc đúng không? Sao cái gì thầy cũng biết hết vậy? Nó biết sao không biết. Cái cảm giác này là phải chắc chắn là có, đúng không? Rồi mỗi đêm bà đều khóc và khó ngủ đúng không? Bà nói đúng vậy. Này 12 giờ mấy mà chưa ngủ phải không? Dạ đúng luôn. Kinh khủng không? Buồn cô đơn khóc. Tại vì sao? Mình không phải hay ho gì. Mình nhìn cái mắt bà hoàng đen là mình biết cái bà này từ 1 tháng 2 tháng nay không ngủ được. Da mặt sạm hết. Thấy chưa? Mắt quằn, da mặt sạm. Thấy chưa? Nhìn là biết thiếu ngủ. Canh vậy thôi. Canh bả thôi chứ không có biết gì chứ nha. Xong hỏi 2 tháng nay bà buồn bà khóc, chồng có về không? Bà nói không thay tin tức. Rồi xong nhà Đức hỏi như vậy bà định khóc bao lâu nữa? Bà nói dạ không biết nữa thầy ơi. Sau Nhân Đức nói bây giờ cô đi tới đây rồi, cô gặp Nhân Đức rồi, bây giờ Nhân Đức thật lòng phiên cô, từ hôm nay cô đừng khóc nữa. Nhân Đức nghĩ nếu cô tiếp tục khóc nữa, chồng cô sẽ không bao giờ dám về. Bà hỏi gì sao? Thì Nhân Đức nói nhìn bà giống ma quá, về chi? Đúng không? Người đàn ông thì người ta ví người phụ nữ như loài hoa, mà hoa thì phải tỏ hương thơm ngào ngạt, hoa thì phải khoe sắc một chút. Còn tôi nhìn bà hoa không biết là hoa gì luôn. Ở dưới quê tôi hoa mắc cỡ là hoa rẻ nhất. Hoa này gọi là mọc tự nhiên, ai muốn ngắt ngắt. Nhưng mà tôi thấy bà còn thua loài hoa mắc cỡ nữa. Nên từ nơi đó mà bà cứ khóc lóc vì bà tiều tị dung nhan, bà xấu xí. Mà đàn ông mà bà quá xấu xí luôn, bà chán bà rồi mà bây giờ bà còn bà làm cho bà quỷ hoại dung nhan bà nữa. Vậy làm sao nó quay về? Nó gặp bà một cái là nó chạy 180 độ, 180 cây số nó chạy, chạy không dám quay đầu. Xong mới hỏi Nhân Đức là vậy thì nhìn con bây giờ làm sao? Nhân Đức nói bà bữa nay giống cô hồn rồi. Sắp sửa tới lên cảnh giới ma đó. Mới cô hồn đi chứ chưa tới ma. Vậy mà hết hít. Nói vậy không còn hít, không khóc nữa. Đứng luôn hết khóc nổi. Chứ Nhân Đức như người ta mà Nhân Đức lỡ nói chuyện thôi thôi cô ơi, chuyện đâu còn có đó. Thì cái chuyện vợ chồng là duyên nợ thôi, để từ từ rồi ảnh sẽ quay về. Mình nói câu nói đặng mình ác, mình chia mấy câu đó vô rồi bà đợi chờ. Cuối cùng không về nó còn ác hơn. Thà mình chơi thẳng. Tôi thấy bà này giống cô hồn lắm rồi. Con mắt thì hoàng đen, cái mỏ này nhọn quét, da mặt thì sạm, mụn nổi tùm lum. Tôi nói thiệt, tôi đi tu rồi mà tôi gặp bà tôi còn muốn ói.
chữ te tua chứ chữ quá trời chữ luôn. Xong bà nói một câu vậy nè, bởi vì con người ta lạ ghê. Nói từ đó tới giờ, từ khi chồng bỏ đi tới bây giờ, chưa có buổi nói chuyện nào mà vui như ngày hôm nay. Trời, không hiểu luôn, không hiểu nổi luôn. Xong nhìn đứng hỏi là sao kỳ, sao tôi chửi rồi không mà nói vui là sao. Bà nói rằng là bao nhiêu người gặp con toàn là kêu con là cơ hội không, nói con cơ hội mà đêm nào con cũng chờ cơ hội đó mà không thấy một tin tức, rồi càng ngày càng khổ. Mà sao thầy nói mấy câu này sao con sao nghe sao con nhẹ. Nói vậy là cái đô của bà là phải bị chữ chưa. Con ngộ không? Xong rồi bà tỉnh rồi, tỉnh lúc đó mình mới đột phá nè. Xong rồi Đức nói bây giờ cô nhớ nè, nó có duyên có nợ. Nếu nó đã hết duyên hết nợ rồi mà cô cứ khổ gì hoài thì cô thê thảm bản thân cô. Còn nó đã đi lo cái chuyện của nó, nó có biết cô khổ đâu mà cô đi khóc làm gì. Cái cơ hội lúc này nó đi thì cơ hội lúc này cô gần chùa, cô đến đây cô nghe Phật pháp, cô ăn ngon ngủ yên lại, rồi cô á tu hành, cô dưỡng tâm cô lại đi, cô an lạc lại, rồi cô trang điểm luôn lại cho đàng hoàng. Trang điểm lại cho đàng hoàng, hiểu không? Rồi tóc tai chải đồ cho đàng hoàng lại, kẹp tóc đuôi gà đồ lên, hiểu không? Hỏi chi vậy thầy? Nói bây giờ Nhận Đức ví dụ như Nhận Đức ở ngoài đời, hiểu không? Nhận Đức có vợ, Nhận Đức bỏ vợ, Nhận Đức đi theo người khác. Mà vợ ở nhà của Nhận Đức bây giờ nó mập mạp lên, nó sáng sủa lên, nó kẹp tóc đuôi gà, nó trang điểm đẹp lên. Nhận Đức cũng nghe bạn bè nó báo tin là con vợ mà lúc này được lắm, không biết sao á, là chủ nhật rồi thứ bảy rồi mới nó đi đâu. Mà lúc này tôi thấy nhỏ này nó sáng sủa quá mày ơi, từ khi mà mày đi tới giờ tôi thấy nó càng ngày nó càng vui. Nhận Đức mà nghe cái tin này là Nhận Đức quay về tìm hiểu coi sao. Tìm hiểu coi sao. Nên Nhận Đức khuyên bà, từ hôm nay bà đi chùa nhiều nhiều, rồi bà giữ cái tâm an lạc lại, nghe không? Vừa nói xong cái mặt bà sáng trưng luôn chậu là trời. Mà bữa nay bà đang ngồi đây cũng hơi đẹp đẹp lại. Tôi đang ngồi đây rồi nè, nó kẹp tóc đồ cũng ngon ghê. Thấy chưa? Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Ôi, vậy thấy cái phương tiện chưa? Rồi bà nghe gì rồi từ từ bà hiểu. Bà đến chùa bà nghe mình giảng hoài á, rồi bà đâu có trông ngóng cái chuyện nói gì nữa. Đó, nó đi tới cái đường này nè, nó mới đạt nè, thấy không? Nó bên ai kìa ngồi cười quá trời kìa. Thấy chưa? Bà cười quá trời cười luôn mà. Thấy chưa? Tự nhiên 2 tháng khổ đau, có mắt quằn đen, cái mỏ nhọn quét, mặt mày mụn nổi tùm lum. Nhưng gặp những đứa con hỏi bây giờ con nằm cái dạng nào, những đứa nói cô hồn. Bà mà tiêm 2 tháng nó thành ma luôn, cho bà biết. Cuối cùng bữa nay giống như lột xác. Nay mặt có đánh kem cũng được ghê. Tốt lại. Rồi sáng lại gặp nghe cũng xịt dầu thơm thơm thơm. Bữa đó trầu 2 tháng bà khóc á. Cuối cùng á, bà chắc bà không tắm hay sao, kiểu buồn khổ quá đó, ăn không ngon ngủ không yên nghỉ tắm. Nghe nói hình như là không đánh răng luôn. Buồn quá quý vị. Giống như là không có anh đời em như bóng tối. Kinh khủng như vậy ơi. Bà kể mà, bà nói là có khi 4-5 ngày là không có tắt. Cỡ nào chưa? Xong cái ăn xong rồi đi ngủ luôn, không bao giờ mà đánh răng, nằm luôn, nằm vào dao, tóc tai để bùm sùm. Thấy ghê. Bữa đó đến gần mà nó mình nín thở muốn chết. Thấy ghê không? Đó quý vị thấy chưa? Mà vậy mà một buổi nói chuyện thôi, một buổi nói chuyện thôi nghe, vậy mà bữa nay đến gần nghe dầu thơm.
Ghê thiệt chứ. Xịt xịt vô thơm miếng. Bữa nay mà ngồi nói chuyện với hổm, ngồi nói chuyện tóc tai thòi xỏ cho thấy ghê. Bữa nay ngồi nói chuyện mà với những đức mà thấy là bộ lấy tóc làm nè. Ghê thiệt chứ. Những đức đó bữa nay thấy bà được rồi đó. Thấy bà tút là ngồi cũng ngon á chứ bây giờ đâu nha. Nó mà vừa nói câu đó phải vét tóc để làm nè. Thì ghê thiệt chứ không có giỡn đâu. Mà công nhận người phụ nữ ngộ nghe quý vị. Không tưới nước cho họ thì họ héo. Mà tưới nước họ, họ tươi cũng mau. Mà mình tưới họ nước gì đâu. Không mà nước Pháp ghê lắm nghe quý vị. Thông tâm. Xong bà tươi liền. Thấy mặt hôm nay ngồi dưới mà mím mím cười hoài. Thì nói gì cũng đâu biết cô nào đâu. Đâu chỉ ai đâu mắc cỡ đúng không? Ngồi dưới mà tím 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 miệng. Thẹn thùng với thẹn thùng. Thấy không? Nó không, những buổi nói chuyện này nghe nó đột phá bao nhiêu người phụ nữ bị chồng bỏ khổ đau luôn. Giải tỏa cái tâm. Mà sự thật, ngồi rồi nghe rồi suy nghĩ, gác chân lên trán suy nghĩ. Đừng có khổ làm chi, người ta bỏ đã bỏ rồi khổ làm gì? Khổ làm chi mà sống chèn. Còn thí dụ như đàn ông mà bị vợ bỏ thì cũng cái câu này quay lại. Ông tút lại cho đầu 73 đồ. Diễn đồ lại cho đàng hoàng đi chùa đồ ngon lành. Nó dưỡng cái tâm lại liền, chứ dạy gì mình đi âu sầu. Nó cấp đó của hôm cũng gặp ông đó, vợ bỏ tao lỡ mà than thở, trong chùa nhiều chuyện lắm. Tôi nhiều chuyện còn hơn là bà Tám. Chuyện gì không đem vô chứ nghe. Mà mình có cái là mình giải tỏa được là mình phải có năng lượng. Năng lượng mà. Ở thế gian này chuyện gì mà không có xảy ra. Nên chúng ta có duyên thì đến. Mà hết duyên xa phải sống cho ngon. Chồng sống ngon theo chồng mà vợ sống ngon theo vợ. Gặp nhau đừng có hận. Gặp nhau đừng có hận. Có khi còn chào hỏi nhau vài câu lo gì. Sợ gì. Thí dụ như vợ chồng đã từng sống nhau bây giờ chia tay. Lâu lâu gặp nè, lúc này sao? Ổn không? Lo cho con cái được không? Cũng được anh. Nhưng mà đừng bao giờ nghe, đừng bao giờ mà đối phương mình nói khổ lắm. Khó khăn lắm. Đừng có nói câu đó làm chi. Tại mình đã xa nhau rồi. Mình đừng có gầy dựng ra cái gánh nặng cho nhau làm gì. Mỗi người nó tự gói ghém mà xong. Rồi hỏi han nhau, chào nhau một tiếng. Gặp nhau chào nhau được ngon lành. Hoặc là mình vui vui, mình gặp người xưa, mình đừng có chào bình thường. Ngày xưa mình gặp nói, chào em. Bây giờ mình gặp mình nói, ồ. Hiểu không? Gặp, ồ. Vui vui á. Nói trời, lúc này cái ông này công nhận vậy, thấy ông vui dữ cái trời. Thấy không? Thấy vui đặc biệt quá. Nói không? Mà nhớ. Không, nhớ nghe, trong cuộc đời tuyệt đối không có được sống khổ nghe chưa. Sống mỗi ngày nặng nề, sống khổ đừng có nên sống vậy nghe quý vị. Nói quý vị thấy những đứa làm những việc mà nó mắc cười chưa. Nó gặp mà chào mắc cười cái. Hiểu không? Đó, đừng có thù hận nhau làm gì. Dù cỡ nào cũng có duyên, từng đã chung chăn sẽ gối. Nghe không? Hãy cỡ nào cũng có tình người. Vì mình muốn sanh cực lạc mà. Mình muốn sanh cực lạc mà, sao hẳn? Hiểu không? Dù cỡ nào cũng từng là vợ, là chồng của mình. Thí dụ như mình bưng cái gì đồ ăn, mình đem lại. Nè. Hiểu không? Bình thường, không có gì cả. Đã chia tay là chia tay. Còn cái chuyện con người với con người. Tình bạn là tình bạn, không có gì cả. Chứ đừng có hẳn nghe. Mình là người nghe đạo rồi, tiếc đó không có hẳn đối phương. Hẳn chi? Hẳn là có cái độc. Độc hẳn. Hiểu không? Tiếc đó không có hận ai chứ nghe. Nó dù là mà hết lòng hết dạ cỡ nào với người ta, mà người ta có đối xử cỡ nào mình, bây giờ người tu không có hận nữa. Hận chứ vậy chàng. Mình nhìn lại được, mình thấy rõ ràng mình đã từng đối xử với người ta làm gì đó. Chứ đừng có bao giờ mình nói người ta cái này cái kia làm chi. Không có, đừng có nói gì làm cái gì. Thôi hãy sống những ngày tháng đặc biệt đi. Sống tuyệt vời đi. Nó bây giờ những đứa ở đây nuôi có cụ già mà có nhiều bà già. Bà đi về bà chửi quá trời mà. Mới cách nay tuần lễ con bà già bà đi bà chửi quá trời chửi, bước ra bà nói nay tôi chửi thầy một bữa
Giỡn đâu trời, chữ thiệt á. Chữ quá trời chữ luôn. Nó là thầy ở đây, tôi nói thầy xạo. Chữ tá lả bên Nhà Đức nói cái mặt này xạo xưa giờ. Đúng không? Cứ như vậy rồi cuối cùng dặn bình thường lên ký. Mùa hè lên được nửa ký. Không có gì đâu. Mày thấy không? Trong cuộc đời này nhân vô thập toàn, làm sao cầu toàn được quý vị? Nên chúng ta đừng có nặng nề gì chứ. Hãy sống những ngày tháng đặc biệt đi quý vị. Dù có hết lòng hết dạ gì, ai muốn chữ chữ đi. Đúng không? Đó, niệm Phật sanh Cực Lạc có sợ gì? Đây là nói thật lòng luôn, tôi nuôi con người tôi biết. Tôi nuôi con người là rõ ràng luôn. Dù lo cỡ nào vẫn có người không vừa bụng đâu. Vẫn có người phía sau người ta không thích mình đâu. Cái này là bình thường của cõi đời này mà. Nhân sinh thù nghiệp mình sao mà tránh được chàng. Nó chứ đừng có bao giờ kể công rằng mà tôi lo vậy mà tại sao đối xử vậy vậy vậy. Cứ hết lòng mình đi. Làm vợ Bồ Tát, làm chồng Bồ Tát, làm con Bồ Tát. Còn nếu không là thác lác. Nhưng sao? Không Bồ Tát thì nó là lác. Thế bị muốn lác hay muốn Bồ Tát? Con người mà buồn giận bực bội sân si là mình mấy nỗi ghẻ lắm. À, ghẻ chốc đầy mình. Độc quá. Sân si, lác ghẻ tùm lum. Hồi xưa những đứa ngoài đời sân si chứ lắm. Trời ơi, nó thiệt lòng mà nói nghe. Mình mấy ghẻ không? Ồ, đứng đâu cũng ghẻ lác đầy mình. Thấy ghê. Vậy mà từ khi niệm Phật tới bây giờ mình mẩy trầu sạch bóng. Không có muốn ghẻ lác. Thấy chưa? Nên những đức nói mấy cái người mà sân si buồn giận ghẻ lác đầy mình, làm Bồ Tát đi nghe. Nó nên nghe một thời nói chuyện này có nhiều cái đó để cởi mở tâm tư lắm quý vị. Đừng có nên sống buồn khổ, đừng có nên hận giận ai chứ. Vui vẻ trả nợ, tín nguyện niệm Phật. Để khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh